Hello, xin mến chào tất cả các chị đẹp. Thùy Hoàng đang ở trong một cái sự kiện Expo. Ở đây nó hơi ồn ào một tí nhưng mà rất là hào hứng với bốn cái màu son này, nên là phải chia sẻ với các anh chị. Với các chị thôi chứ, các anh cũng được, bởi vì các anh không dùng, các anh có thể mua tặng cho người mình yêu, đúng không? Cho vợ mình, cho con gái mình, cho chị gái mình, cho mẹ mình đều được. Và đây là bốn cái màu son mà Thùy Hoàng đã nghe khi mà nghe thông tin từ công ty mình, so excited, mình rất là thích, rất là mê luôn đấy. Tại vì là son không trôi. Và có một điều đặc biệt là đây là phiên bản hạn chế. Thôi được rồi, không nói nhiều, mình sẽ thử cho các anh chị cùng coi nha. Rồi, đầu tiên là ở đây nó sẽ có bốn bảng màu, nó có số 1, số 2 và số 3. Mình sẽ bắt đầu từ số Thùy Hoàng một chút xíu nhá. Mình sẽ bắt đầu từ số 1 đi. Đây là màu số 1 này. Thùy Hoàng sẽ thử trên tay của mình. Tại vì trên môi của mình đã có màu son, mình cũng không có muốn bỏ đi, nên mình sẽ không bỏ lên môi và mình sẽ bỏ trên tay của Thùy Hoàng nhá. Mình gạt vào đây này. Rồi, mình sẽ bỏ trên tay của mình này. Ok. Đây, mình sẽ gạt một lớp mỏng như thế này thôi. Để là sao? Để cho nó nhanh khô, để các chị đợi không phải đợi lâu ấy. Rồi, đây là màu số 1 nhá các chị nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sang thử màu số 2 nào. Để xem, ở đây nó hơi ồn nhá, không biết là các anh chị có nhìn thấy Thùy Hoàng không? Đây màu số 2 đây rồi. Mình cũng sẽ gạt nó đi như thế này. Ok. Rồi, gạt nó đi một chút xíu và mình sẽ bôi màu số 2 lên đây nào. Okay. Rồi, đây là màu số 2. Mình đánh nó hơi ít quá, nó không lên màu luôn đấy. Rồi, ok, màu số 2 nha. Mình thấy màu số 1 với màu số 2 nó cũng giống giống nhau thế nào với các bác ạ. Có thể là do ở đây cái ánh đèn đấy. Rồi, mình sẽ đi màu số 3 nha. Đây là màu số 4 này. Ok, mình sẽ bắt đầu với màu số 3 nhé. Màu số 3 đây. Màu số 3 nó đậm hơn các anh chị ạ. Màu số 3 nó đậm hơn. Rồi. Và mình sẽ tất nhiên là mình sẽ hỏi công ty về cái bảng màu để gửi cái ảnh thì nó sẽ dễ hơn. Màu số 4 là màu đậm nhất. Màu số 4 là màu đậm nhất. Ok. Ok. Rồi, đã xong bốn màu. Cái ánh điện này nó không có để rõ hết được cả cái bốn màu này. Nhưng mà bây giờ Thùy Hoàng sẽ đợi bốn cái màu này nó khô nha. Và cái khác biệt là, tức là cái màu này ấy, khi mà mình muốn đậm ấy, thì mình sẽ đánh một lớp mỏng lên, xong mình đợi 1-2 phút nó se khô, mình sẽ phủ thêm một lớp thứ hai. Và cứ như vậy là mình sẽ chồng lên 2-3 lớp như vậy để cho nó se khô hẳn hết đi đó. Rồi, mình sẽ mở cả bốn màu lên để cho các chị cùng nhìn nhé. Đây là cái số 1 nè. Không biết là mình có để sắp xếp đúng vị trí không nào. Đây là cái số 2 nè. Ok. Đây là cái số 3 nè. Ok. Và đây là cái số 4 nè. Ok. Rồi, đây là bốn màu này. Rồi, 3, 4 màu này. Đây là son của Hàn Quốc và nó chỉ ra phiên bản giới hạn thôi, nó sẽ không bán thường xuyên. Nó chỉ ra vào cái dịp ngày 18 tháng 11 này nó sẽ chính thức có bán. Vì vậy nếu mà các chị mà muốn có nhu cầu để mình đặt mua cho bản thân mình sử dụng cho, hay là mình làm quà tặng cho một ai đó, thì đây sẽ là một cái món quà rất là hữu hiệu. Bởi vì sao? Lễ Tết thì chúng ta sẽ đi, và khi mình ăn thì phụ nữ mình ăn xong á, mình sẽ muốn là tôi phải phải đi dặm lại son, thì son nó sẽ trôi đi mất đó. Đó, đúng không? Rồi. Và cái này của nó rất là hay là cái đầu cọ chổi này, các chị thấy không? Để khi mà mình vẽ cái viền môi của mình cũng rất là dễ luôn. Đó. Và nó Thùy Hoàng thích cái kiểu như thế này để làm gì? Để nhiều khi có khi mà mình đi tha thì mình đi tiệc ấy, thì mình sẽ đánh đậm hơn, thì mình chồng 2-3 lớp. Nhưng mà nếu mình không có đi tiệc mà mình ở nhà, mình chỉ đi chợ hay đi đâu chẳng hạn, thì mình sẽ đánh cái lớp mỏng thôi. Đấy, thì nó tạo một cái màu hồng rất là tự nhiên. Mình nghĩ bây giờ của mình nó đã khô rồi, bây giờ Thùy Hoàng sẽ bắt đầu thử cho các chị cùng coi ha. Này, ok. Này, này, mình bắt đầu thử nhá. Này, các chị thấy không? Này, lau thoải mái nhá, nó vẫn ra màu. Đó, đúng không? Mình sẽ lau này.
Thấy không? Các chị thấy không ạ? Đấy, đúng không? Rồi, ok, mình lau đó. Yes, bốn màu nó vẫn thế nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy giấy và mình kỳ rất chậm thôi nhá. Mình kỳ rất chậm này. Đó, các chị thấy không ạ? Nó vẫn ở đây, màu son của mình nó rất ở đây. Bây giờ mình kỳ rất chậm nữa này. Rồi, đúng chưa? Thì ở đây các chị sẽ cảm thấy rất là thích. Thích là bởi vì sao? Là khi mình đánh son lên rồi mình ăn đi ấy, nó phai đi nhưng mà nó vẫn đậm ở lại đây cho mình một cái màu son của nó này. Rất là, đấy, kỳ này. Được không? Các chị thấy không ạ? Đó, mình ăn uống đúng không? Có nghĩa là ăn uống đẹp ga nhá. Giáng sinh này đã yên tâm rồi là mình không còn phải đi bù son nữa đâu nhá. Rồi, và chị em nào mà muốn order những cái son này để cho bản thân mình dùng hay làm quà tặng thì nhanh chóng inbox cho Thùy Hoàng nhá. Bởi vì mình có số lượng rất là giới hạn, limit thôi, không có phải lúc nào cũng có đâu. Và chắc chắn rồi, mình cũng sẽ, hôm nay mình được trải nghiệm lần đầu ở trên Expo và lần này về thì mình cũng sẽ order cho chính bản thân mình dùng luôn. Rồi,